Thưa quý vị, mở đầu là tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa. Công an thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa vừa tiến hành bắt giữ một nhóm 4 nghi phạm trong vụ nổ súng làm 2 người bị thương xảy ra tại thôn Gia Lộc, xã Quảng Thịnh, thành phố Thanh Hóa vào chiều 18 tháng 5 vừa qua. Trước đó, chiều tối 18 tháng 5, một nhóm thanh niên đi trên 2 xe ô tô xuất hiện trước nhà anh Nguyễn Huy Thái tại thôn Gia Lộc, mang theo kiếm, dao, mã tấu và tấn công anh Nguyễn Huy Tâm. Khi Tâm bỏ chạy thì bị nhóm thanh niên thả chó dữ đuổi theo. Anh Nguyễn Huy Thái, anh trai của Tâm đã chạy ra. Trong lúc đó bị một nhóm thanh niên trên xe ô tô rút súng bắn liên tiếp. Anh Thái bị bắn ở đùi và bụng. Do vết thương quá nặng đã phải chuyển vào bệnh viện Việt Đức, còn anh Tâm chỉ bị trúng đạn ở chân. Gây án xong, nhóm thanh niên nhanh chóng lên ô tô rời khỏi hiện trường. Ngay trong đêm, Công an thành phố Thanh Hóa đã bắt được 2 nghi phạm tên là Huy và Việt Anh. Sáng hôm qua 19 tháng 5, lực lượng công an tiếp tục bắt thêm 2 nghi phạm trong nhóm thanh niên này. Chiều hôm qua 19 tháng 5, Công an thành phố Thanh Hóa cho biết thêm hồ sơ vụ án nêu trên đã được đơn vị chuyển lên Công an tỉnh Thanh Hóa tiếp tục điều tra làm rõ.